kiểu gì với ông xã với ông huyện Trần Búc Đắk Lắk này, xã Cư Né này, để cho dân tàn tệ cha tôi như vậy, không có một cái mảnh đất để làm nhà. Được mấy được bao nhiêu đất đó thì là 450 các ông lấy hết rồi, một lấy hết một hết 6 mà 450 triệu mà lấy hết như là sập đất của người ta luôn. Bây giờ người ta sống như thế nào? Không phải một mình gia đình này đâu, rất là nhiều người ở trong buôn á, lấy sạch đất luôn. Số nợ là ít nhưng mà đất thì nhiều, lấy sạch đất. Bây giờ dân tộc nó sống như thế nào, làm ăn kiểu gì đây? Nhà cửa đất ở không có ở, đất không có làm, một tay chân một tay như vậy nuôi 3 đứa con nhỏ, sao mà đi làm được? Đi làm thuê mà cõng lưng con trên lưng mà đi làm thuê thì người ta sống bằng cái gì? Tại sao ông không quan tâm cho người đồng bào dân tộc như vậy? Sự khổ của người ta như vậy mà không nhìn, không quan tâm. Mà hầu cái ông đi cướp đất của gia đình tôi cũng như mọi người khác.